Thưa Thầy, con bị một vong người Tàu theo đã mấy năm nay. Ban đầu người ta chỉ quấy phá con trong mấy lần bị bóng đè. Con bị bóng đè nhiều khi con ở tại nhà. Sau khi con lên học đại học thì ít hơn, nhưng một năm trở lại đây, mọi việc của con không thuận lợi. Sức khỏe ngày càng sa sút yếu đi. Tần suất con bị bóng đè nhiều hơn. Đặc biệt, hai ngày trước, con mơ thấy một giấc mơ lạ. Họ đưa con vào một nghĩa trang. Trên những ngôi mộ đều ghi tiếng Trung Quốc. Con rất hoang mang. Dạo này, con hay bị mất ngủ, nên con có ý định muốn đi cắt duyên. Mong Thầy tư vấn giúp con về vấn đề này ạ. Con xin đổi ơn Thầy. Con năm nay 24 tuổi ạ. Có cả số điện thoại đây. Bạn này không phải đi cắt duyên đâu. Cắt duyên không khỏi. Cắt duyên tức là cắt tiền duyên đó. Đi nhờ các sư hoặc các ông thầy thực cúng, ông thầy Pháp đó, làm cái lễ cắt tiền duyên. Nhẹ cũng phải mất. Nếu các bạn là sinh viên hay mới ra trường đi làm, nhẹ cũng phải mất 20-30 triệu, nặng thì mất hàng trăm triệu. Nhưng Thầy khẳng định là không khỏi. Đến 95-99% là không khỏi. 90% trở lên là không khỏi. Lừa đảo để kiếm tiền chúng ta thôi. Làm sao cắt được? Thầy lấy một cái ví dụ nhé. Bây giờ hai bạn đang yêu nhau. Nếu như thực sự có duyên với nhau, hai bạn đang yêu nhau, các bạn đến đây, Thầy bảo là thôi, này, mày yêu cái thằng đây gì? Đến đây đi tu đi. Có được không? Nếu thực sự hai bạn đã yêu nhau, chỉ một câu Thầy nói như vậy, bạn nam có gì? Có để cho bạn nữ đi tu hay là bạn nữ có để cho bạn nam đến để đi tu không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Vì các bạn gì? Yêu thương nhau thật sự, đã tìm hiểu nhau, yêu thương nhau thật sự. Và Thầy không thể gì? Thấy hai bạn yêu thương nhau thật sự mà Thầy gì ạ? Bảo các bạn, thôi ôi cái con bé kia gì? Thầy nhìn thấy, Thầy không phải là Thầy có phép thuật hay là có thần thông thì nhìn thấy, nhưng mà Thầy gì muốn cho cái cậu bạn trai của Thầy là ngoan, nó tốt, Thầy muốn nó đến làm đệ tử của Thầy thì nói, ôi cái con bé kia nó không được đâu. Thầy dùng thần thông hay là Thầy dùng thiền định thì nhìn thấy cái cô bé kia gì? Không tốt, nếu mà gì? Cậu mà lấy nó gì? Thì cậu sẽ bị chết sớm, hay là cậu sẽ khổ cả đời, cậu thế này thế nọ thế kia vân vân chẳng hạn. Và Thầy bảo rằng nếu mà gì con ở lại tại gia nữa, con cũng sẽ bị chết sớm, con chỉ có xuất gia với Thầy thôi chẳng hạn. Như vậy là có được không? Không thể được. Một người Thầy không thể dùng những lời hù dọa để lôi kéo những người khác về với mình, hay cũng không thể chia rẽ cái tình cảm tốt đẹp của gì, của thế gian, của chúng sinh, để gì, để cho họ phải đau khổ, để lôi kéo họ với mình. Không bao giờ có điều đó. Người học Phật chân chính không bao giờ được làm điều đó. Cho nên cái trường hợp này Thầy nói với các bạn gì? Cắt duyên đối với trường hợp này không được. Vậy thì vô phương cứu chữa hay sao? Không, có cách cứu chữa. Trong Phật Pháp có cách cứu chữa. Nhân duyên đã kết thì cũng có gì? Có thể giải. Nhưng trường hợp này cũng Thầy nói này, cũng có trường hợp đặc biệt, họ không muốn giải. Cái trường hợp này thì bạn này về bóng đè này, thì về thì có cái cách, tất cả các bạn hay bị bóng đè nhé, hay bị nhìn thấy bóng đè, hay là bị nhìn, có mấy phương pháp để giải quyết. Có cái phương pháp nó bình thường, đơn giản thôi á, thì chúng ta gì? Giải quyết theo vấn đề phong thủy học. Phong thủy học là sao? Các bạn, phong thủy thì người ta chia ra gì? Là Đông Tứ Trạch và Tây Tứ Trạch. Tức là người á, thuộc về mệnh về gì? Về càn này, khôn này, đoài này, về cấn này thì thuộc về Tây Tứ Trạch. Người về chấn này, tốn này, ly này và khảm này thì thuộc về Đông Tứ Trạch. Càn này, khôn, cấn và đoài, Tây Tứ Trạch thì những cái người đó, ví dụ như nó có pháp tính, ví dụ như một bạn nam sinh năm 1980, sinh một năm 1980, 80, 100 trừ 80 còn bao nhiêu? Còn 20 nhân với 9, cứ lấy 9 nhân, 29, 18, còn dư 2. Dư 2, một khảm hai khôn, mạng của bạn đó là gì? Mạng khôn, phong thủy học là mạng khôn. Khôn thì hợp với hướng Tây là 1 Tây Nam, là 2 Tây Bắc, là 3 và Đông Bắc là 4. Vậy nếu mà đầu giường ngủ của bạn đó mà nằm về hướng Đông, hoặc hướng Đông Nam, hoặc hướng Chính Nam, hoặc hướng Chính Bắc, thì thường là về phong thủy học là không tốt, với không đúng với mệnh của mình, thì có thể sinh ra gì? Khó ngủ, mất ngủ, thậm chí bị bóng đè.
trường hợp đó thì quay lại đầu giường ngủ là khỏi, lộn lại đầu giường ngủ là khỏi. Hoặc là nữ sinh năm 1995 chẳng hạn, thì nữ thì gì? Hoặc là rồi 1995 hoặc 90 chẳng hạn, nữ sinh năm 1990 thì 90 đó cộng thêm 5 hoặc trừ 4, cộng thêm 5 là 95, hoặc trừ 4 thì còn 8 mấy? 86, 99, 81, đúng không? Nhân với 9, 99, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 86, dư 5. Dư 5 thì bạn này là mệnh gì? Thổ. Bạn này mệnh thổ, thổ cũng hợp với gì ạ? Tây, Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc. Để cứ tính như vậy, hoặc là các bạn có thể vào trong, không biết tính thì vào trong mạng chúng ta tra. Nhưng mà nhớ nhé, cái trong mạng thì nó có hai loại, một là mạng về phong thủy, hai là mạng về tử vi. Các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, còn xem về mạng về tử vi nó lại khác. Mạng về tử vi nó chỉ để xem ngày, xem giờ, xem vận, xem hạn, vân vân. Còn mạng về phong thủy thì nó khác. Đó. Nó khác đấy, nó ngược lại đấy. Cho nên là các bạn phải xem về cái mạng về phong thủy, mình sinh năm đấy, mình mệnh gì và hợp với hướng gì. Và mình xem cái đầu giường ngủ, mình quay về những hướng hợp đó thì sẽ giải quyết được đấy. Trường hợp dùng cái phong thủy học nhẹ nhàng như vậy. Còn thứ hai, dùng phong thủy học mà không được, các bạn kiểm tra có thể trên cái đầu giường, trên cái giường ngủ chúng ta có cái xà nhà, tức là cái gì, cái dầm nhà đó. Nhà bây giờ gọi là cái dầm nhà, mà chúng ta ngủ cái dầm nhà nó thường đè vào gì ạ? Ngang ngực chúng ta này, từ bụng trở lên là ngực trở xuống này, hoặc trên đầu này. Nếu đè vào này thì thường lại ngủ hay đau đầu, dậy chúng ta thường hay đau đầu. Và ngủ vào gì? Vào từ ngực thì hay gì? Hay bị bóng đè. Ngực bụng thì hay bị bóng đè. Thì trường hợp đó xử lý cách nào? Chúng ta không thể đục cả cái xà đi được, cái dầm đi được. Rất đơn giản, nhẹ nhàng. Nhà mà thuê nhà trọ các bạn dùng cái gì? Cái bạt dứa đó, hoặc cái bạt xanh. Dùng cái bạt đó. Có thể các bạn dùng gì? Dùng cái bạt màu xanh hoặc bạt màu vàng, hoặc cái bạt dứa cũng được. Các bạn thì sơn nó vào một màu để xem trong cái mệnh phong thủy chúng ta hợp cái màu gì. Chúng ta hợp màu xanh lá cây thì nó hợp màu xanh lá cây, hợp màu vàng thì chúng ta sơn màu vàng, quét lại cái sơn nó vào, có gì đâu, đơn giản. Hợp màu tím, chúng ta thích màu tím, chúng ta màu tím, vân vân. Chúng ta căng lên, đóng mấy cái đinh vào mấy góc, thế là xong, không nhìn thấy cái xà nhà đó nữa, giải quyết xong. Đó là chúng ta ngủ gì sẽ cũng tránh khỏi bóng đè do gì, do cái phong thủy học đó. Theo phong thủy đó, theo mệnh phong thủy đó, đấy là cách gì, hóa giải về phong thủy. Còn một cách nữa theo các cụ ngày xưa, đó là dùng một con dao, mà dao là phải dùng rồi nhá. Chứ con dao chúng ta ra chợ chúng ta mới mua về á, thì lại không được. Đi về quê xin một con dao hoặc mua một con dao, nếu các bạn ở thành phố á, thì dùng một con dao, thường một con dao phải đi rừng cơ thì nó sẽ tốt. Con dao họ đi rừng ấy, thì chúng ta chỉ có một cái chuyến đi đâu, đi chơi hay đi đâu đó, đi đến cái các tỉnh miền núi hay gần gần đó, chúng ta vào thì hỏi mua lại một con dao của các bà con dân tộc thôi là được. Nhưng về cái con dao đó thì nhớ là chúng ta đem, chúng ta mài mài cho nó mất cái sắc đi, không có đêm ngủ mà chúng ta mộng du, chúng ta cầm con dao chúng ta cứa cổ bạn thì nguy hiểm lắm. Đấy, cho nên thì mài cho nó không, nó hết mất cái sắc đi một tí. Để làm sao ạ? Về nếu mà các bạn mà tốt biết ấy, thì các bạn trì 108 biến đại bi vào đó, tức là để trước cái bàn học của các bạn này này, chúng ta chắp tay trì chú đại bi 108 biến vào đó. Chúng ta để cái dao trước mặt này, trì 108 biến đại bi vào đó, và chúng ta để lên trên đầu giường ngủ chúng ta, chúng ta để xuống dây chiếu, xuống cái đệm ấy. Để xuống dây chiếu, giật cái chiếu dâng cho đó, hoặc là cái đệm cho xuống đó, và chúng ta ngủ. Trường hợp như vậy mà do bị các vong linh, cái trường hợp chúng ta bị bóng đè do bị các vong linh họ ở cái đất cát ở khu vực đó, chúng ta chuyển lên đó thuê nhà, thuê cửa để ở đây, họ bực mình do cái nhà đó họ làm lên gì, làm lên có cái hài cốt ở dưới đó chẳng hạn, cái vong linh ở dưới hài cốt họ chưa được siêu thoát, họ bực mình, họ muốn đuổi chúng ta đi. Cái nhà thì bà chủ cho chúng ta thuê mà, hoặc gia đình chúng ta ở cũng vậy đó. Thì cái trường hợp này chúng ta dùng cái phương pháp đó gì, những cái vong bình thường thì hết, nhưng còn vong là gì, quỷ thần tu hành thành tinh á thì không hết. Các quỷ thần tu hành thành tinh đó, cái dao đây nó không sợ, chưa đủ để cho nó sợ. Thì cái phương pháp này phải làm như thế nào? Phương pháp này chúng ta phải tụng kinh Địa Tạng, phải đặt cái đài giảng kinh Địa Tạng ở tại cái phòng ngủ của chúng ta và tụng kinh Địa Tạng. Mà trước khi đi ngủ chúng ta nên trì niệm ít nhất được 108 danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng,
hoặc là chúng ta niệm gì 1080 mới biến danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, và chúng ta ngủ thì yên tâm. Khi thấy bóng nó vào thì chúng ta trước khi đi ngủ chúng ta muốn cho thân thể chúng ta nó không thể vào được nữa, hoặc có vào thì không làm được gì chúng ta, nó có đến không làm gì được chúng ta, thì chúng ta nên có hai câu thần chú nên học thuộc lòng. Tất cả các bạn nếu ai chưa bị thì cũng nên học thuộc lòng hai câu thần chú này. Khi đi đường ngồi lên trên xe máy, các bạn thì đọc câu thần chú, hai câu thần chú này đảm bảo chúng ta thì bình an vô sự. Không may có người ta gì đi có húc vào mình thì chăng nữa cũng chỉ hỏng cái xe thôi, người chúng ta vẫn bình an vô sự. Hai câu thần chú đó gì? Đó là tịnh pháp giới chân ngôn, án lam. Án lam có hai chữ thôi, án lam. Chúng ta đọc xem nào, đọc là án lam, đọc to lên, án lam, án lam. Đó, chúng ta đọc gì? Án lam, 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 án lam. Đọc thế nào? Án lam, 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 án lam. Đó, có hai chữ án lam. Khi chúng ta đọc là gì? Tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Nếu chúng ta nằm trên giường ngủ thì đây là phương pháp gì? Của mật tông. Chúng ta nằm trên giường ngủ, chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng. Nếu các bạn hay bị bóng đè này, quán tưởng là gì? Khi chúng ta đọc án lam một câu như vậy thì toàn thể cơ thể chúng ta sẽ phát ra một luồng ánh sáng và bảo vệ chúng ta. Các bạn xem phim Tây Du Ký đến cái đoạn mà Bạch Cốt Tinh mà muốn bắt sư phụ chưa? Tôn Ngộ Không đi xin ăn đó, nhưng mà sợ sư phụ cho nên bị yêu tinh quỷ mình bắt, cho nên bảo sư phụ với chú Ba Giới đứng vào trong cái đứng nghiêm vào một chỗ, và gì Tôn Ngộ Không dùng cái gậy như ý của mình vẽ tròn một đường tròn nữa. Và khi mà Bạch Cốt Tinh cứ muốn vào bắt sư phụ thì bị cái vòng của cái vòng vô hình đó gì nó đẩy Bạch Cốt Tinh trở ra, đúng không? Thế trừ khi là sư phụ đi ra khỏi cái vòng đó mới bị bắt thôi, còn ở trong đó chắc chắn không bị bắt, đúng không? Đó thì chúng ta quán, đây là quán tưởng. Khi chúng ta chỉ chú án lam, án lam, án lam như vậy, chúng ta chỉ khoảng độ từ 21 hoặc 108 biến thì bắt đầu trước khi chúng ta đi ngủ chỉ như vậy, thì chúng ta quán tưởng là cơ thể chúng ta gì, hoặc chung quanh cái giường chúng ta, hoặc trong căn phòng chúng ta gì, nó phát ra một cái luồng ánh sáng đó bảo vệ gì hết căn phòng chúng ta. Đó là câu chú thứ nhất là tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Câu chú thứ hai là gì? Văn thù hộ thân chân ngôn, án sỉ lâm bộ lâm, án sỉ lâm bộ lâm, năm chữ. Án sỉ lâm bộ lâm, chữ sỉ ích sỉ, án sỉ lâm bộ lâm. Chúng ta đọc nào, án sỉ lâm bộ lâm, án sỉ lâm bộ lâm, án sỉ lâm bộ lâm. Đó, chúng ta đọc cái câu hồn chú đó cũng khoảng độ 21 biến hoặc 108 biến. Và chúng ta quán tưởng, cái cống cũng có một vòng ánh sáng do câu thần chú, công năng của thần chú bao bọc chúng ta như vậy, thì kể cả quỷ thần, kể cả quỷ vương cũng không thể gì làm hại được chúng ta. Đó, quỷ vương không thể hại được chúng ta. Hoặc nếu mà khi các bạn mà đi đường đi chơi như này, có bạn hay bị vong nhập, bạn nào hay bị vong nhập là do gì? Cái nhân duyên và cái nghiệp báo chúng ta gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp rồi, gọi là oan gia trái chủ bị vong nhập đó. Thì chúng ta khi đi đường hoặc đến bất cứ nơi nào nghe nặng hai bên vai này, hoặc nghe thân thể chúng ta khó chịu, mắt thì gì rụi xuống và đầu thì nghe nặng, chúng ta biết thì cảm giác như chuẩn bị vong nhập rồi, thì chúng ta bất cứ ở nơi đâu, khi đó chúng ta phấn chấn tinh thần lên, chúng ta đọc hai câu thần chú đó và quán tưởng cái hơi thở, cái thần hơi ấm của chúng ta phát ra cái luồng năng lượng, cái luồng ánh sáng, cái luồng quang minh phóng ra từ khắp các cơ thể, các châu thân chúng ta như vậy, không có ma quỷ nào ám nhập được vào chúng ta nữa, lúc đó nữa. Đó, đấy các trường hợp mà bạn nào bị vong nhập thì nên dùng cái phương pháp đó. Còn hai câu thần chú lúc nãy để dành cho đi đường, đặc biệt các bạn sinh viên, thì tất nhiên ở đây là đọc hai câu thần chú này, nhưng mà chúng ta để tay lái cũng phải đừng có uống rượu bia, đi đường đừng có lạng lách, đúng luật giao thông để mà đi, đi từ tốn thôi, đi đúng với tốc độ cho phép. Đó, thì chúng ta đây là tránh những cái tội không may, những tội tai họa bất ngờ, và những cái tội gì tai bay vạ gió, những tội do gì những cái tai họa do quỷ thần gây ra. Thì bắt đầu cưỡi lên xe máy hay ô tô, cưỡi lên xe máy một cái chưa nổ ga vặn, trước khi vặn xe máy lên hoặc là quên rồi đang đi thì chúng ta vẫn đọc được, chúng ta gì đọc vẫn đi xe máy bình thường, chúng ta vẫn đọc tịnh pháp giới chân ngôn, an lam, an lam, an lam, an lam, an lam, an lam, an lam 7 lần như vậy. Và khi chúng ta đọc như vậy, chúng ta quán tưởng là cái vòng tròn sáng nó bao quanh gì con người và cái xe máy của chúng ta, để chúng ta đi, hoặc cái ô tô hoặc xe máy chúng ta, kể cả chúng ta đi xe khách,
chúng ta cũng đọc gì? Đọc cho cả bao quanh hết cả cái xe khách đó chúng ta đi, an toàn cho cả đoàn xe. Rồi văn thù thân chân ngôn, án sĩ lâm bộ lâm, chúng ta cũng đọc và chúng ta như vậy. Lúc đang đi xe chúng ta chỉ cần đọc 7 biến thôi. Đó. Còn ở nhà đêm ngủ thì chúng ta đọc 21 hoặc 108 biến. Còn đi xe chỉ cần 3 biến hoặc 7 biến. 7 biến là tốt nhất. Đó. Đó. 3 biến thì hơi ít. Đó, thế chúng ta đi xe cứ vô tư mà đi. Tất nhiên đừng có đua xe. Đọc câu chú đấy mà đua xe thì không được. Đó.